Xin chào mọi người. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu tới các bạn một loại quả với rất nhiều công dụng về y học. Loại quả này thì bình thường ấy đặt rất nhiều nhà trồng nhưng không biết tác dụng, trồng chỉ làm cảnh thôi, không biết tác dụng giá trị của quả này. Hôm trước thì mình có lên Facebook thử đặt một câu hỏi xem ai có biết quả này tên gì và giá trị không, thì gần như là rất ít người biết được giá trị và công dụng của nó. Thì hôm nay mình hiện đây thì mình có xin giới thiệu chút ít về cái loại quả này. Cái quả này thì đa phần người ta trồng, người Việt Nam mình trồng thì là trồng để làm cảnh, trồng để khi mà nó bám vào tường ấy, nó tạo lên một cái mảng xanh ở vào tường như thế này này. Đây ví dụ như nhà mình đây. Đấy, nhà mình trồng cái quả, cái cây này thì khi mà cái cây này ấy nó bám vào tường, nó bám chặt vào tường này thì ở Việt Nam mình thường gọi nó là cây vảy ốc. Đấy, khi nó bám vào tường này thì nó được gọi là vảy ốc. Nhưng mà cái cây này nó có một cái đặc tính cực kỳ khác so với những cái cây khác. Bình thường thì chả ai nghĩ rằng là nó sẽ phát triển lên to, vì khi mà nó bám vào tường này nó chỉ là những cái dây rất là nhỏ và lá của nó rất là nhỏ. Nhưng ngược lại, cái cây này khi mà nó lên được tới một cái tầm mà nó không còn tường để bám ấy, khi mà nó lên, nó vượt lên khỏi tường thì nó sẽ trở thành một loại cây thân gỗ cực kỳ là cứng và chắc, lá của nó trở thành rất là to ra. Đây, thế thì khi mà cái lá của nó to mà nó phát triển thành thân gỗ này thì đa phần là người ta, nếu mà vùng đồng bào ở Tây Bắc thì thường gọi nó là cây sộp sộp. Đấy. Hay là nếu mà trong trong sách thuốc Nam ấy thì gọi cái cây này là cây châu cổ. Còn trong một cái tài liệu rất là lâu đời của Trung Quốc ấy, thì nó đặt tên cho cái cây này là Vương Bất Lưu Hành. Vương Bất Lưu Hành, nếu mà để dịch ra cái tên Vương Bất Lưu Hành mà dịch ra nghĩa Việt thì có nghĩa rằng là nhà vua không cho lưu hành. Theo mình hiểu ngầm một chút thì thú vị một chút thì là vì cái giá trị của cái quả này nó rất là tốt, mà vua ngày xưa thì gần như đây chỉ để cho vua dùng thôi, nên là vua không cho lưu hành bán rộng rãi ra thị trường, nên nó trở thành một cái vị, cái tên và vị thuốc là Vương Bất Lưu Hành. Đấy, mà ở Việt Nam gọi là cây xốp xộp, cây vảy ốc hoặc là cây châu cổ. Đấy, cây châu cổ là tiếng của một vị thuốc. Đấy, khi mà nó vượt khỏi bờ tường là nó sẽ lên cao như thế này này. Đấy, và cái cây mà hôm nay mình thu hái cũng là một cái cây mà khi mà nó vượt qua khỏi bờ tường thì mình làm thành một cái quả cầu ở trên một cái cây cột điện, nhưng mà vì nó trên cao quá mình hạ xuống rồi thì đấy, thân của nó trở thành thân gỗ cực chắc như thế này, gỗ rất là chắc. Đấy, và hôm qua thì mình hạ xuống rồi mà lá nó thì tự nhiên lá nó trở thành rất là to bản nữa. Đấy, và đây là quả mà mình thu hái được. Đấy, ví dụ như các bạn nhìn cổng nhà mình đây. Cái cổng nhà mình bình thường ra là mình trồng cái cây này để dưới đất để cho nó neo sát vào bờ tường và nó tạo thành một cái hình cổng. Đấy, một cái hình cổng rất là đẹp. Nhưng mà khi mà nó lên tới cái đỉnh cao kia thì nó vươn lại lên thành cây gỗ, cái cây lại thân cứng.
Thế thì mình mới tạo ra nó cho như một cái chiếc cúp. Chiếc cúp chiến thắng. Và cái cúp đấy thì những cái khi mà nó mọc thân gỗ đấy thì cái chỗ đấy nó sẽ ra quả. Nhưng đợt này mình mới tỉa cái chỗ đấy nên là bạn không nhìn thấy quả của nó. Đấy. Nhà mình trồng toàn bộ bờ tường nhà mình là hoàn toàn bằng cái loại cây vương bất lưu hành. Đấy, cả cái cây chuối khổng lồ nhà mình cũng mình cũng cho ăn cái cây vương bất lưu hành này, nó neo lên đấy. Đấy. Để nó tạo thành mảng xanh. Bạn nhìn bờ tường đẹp không? Rất là đẹp đúng không? Thế thì đây cái quả này ấy. Cái quả này nếu mà trong y học thì người ta thường thái ra và người ta phơi khô để ngâm với rượu. Cái quả này thì đặc tính của nó là rất nhiều nhựa, nó rất tốt cho việc chữa trị bệnh thắt sữa, bệnh liệt dương của đàn ông và rất nhiều loại bệnh khác. Các bạn sẽ nhìn vào màn hình, mình sẽ các bạn thấy rằng nó có rất nhiều bài báo nói về cái cây châu cổ hay là vương bất lưu hành, nó có rất nhiều giá trị được học tốt cho chúng ta. Đấy, cái quả vương bất lưu hành này thì nó dạng quả sung, nó rất là xốp, ở trong nó cũng có những cái hạt nhỏ như là cái hạt của quả sung đấy. Nhưng mà đặc tính của nó cực kỳ nhiều nhựa hơn sung rất là nhiều. Nhựa này có thể là vì cái đặc tính rất nhiều nhựa này nên là nó ví như là sữa của người, hoặc là tinh trùng của người đàn ông, nên là nó chữa trị về liệt dương và tắc tia sữa rất là tốt, có nghĩa là nó sẽ tốt cho cả đàn ông và đàn bà với những cái cách sắc và những bài thuốc khác nhau thì nó có tác dụng khác nhau. Thì cái quả này ấy, thì hôm nay mình mới hái, như thế này thì mình phải để phơi khô, phơi thái ra và phơi khô những quả này đi. Và nếu mà các bạn muốn ngâm rượu ấy thì các bạn phơi khô xong rồi các bạn sẽ ngâm với hạt đỗ đen. Cái hạt đỗ đen thì nó có hai loại đỗ đen, thì các bạn cũng biết, nếu mà các bạn nào hay ngâm rượu thì cũng biết. Đỗ đen thì nó có loại đỗ đen bình thường và có loại đỗ đen xanh lòng, hạt xanh lòng. Thì lên lấy cái loại thì đỗ đen mà khi mà mình cắn ra lòng ở trong nó màu xanh thì nó tốt hơn. Thì sẽ ngâm cái tỷ lệ rằng là ví dụ như là 1 cân quả vương bất lưu hành này sẽ ngâm với khoảng nửa cân đỗ đen, có thể 1 cân được, vì đỗ đen là nó sẽ tạo ra cái màu rượu, màu nó vàng, nó sẽ trông nó sẽ đẹp mắt. Các bạn ngâm với rượu ngon tầm khoảng 10 ngày đến 20 ngày là các bạn có thể uống được rồi, nó đã có tác dụng dược học rồi. Nhưng mà các bạn nhớ là uống mỗi ngày chỉ uống khoảng mỗi bữa cơm thì uống khoảng 1 chén mắt trâu thôi, chứ đừng nên uống nhiều quá, lạm dụng rượu là không bao giờ tốt. Người Việt Nam mình thì cũng rất thích ngâm rượu thuốc, nhưng mà lại ngược lại là mỗi khi uống thì uống rõ là nhiều, uống đến khi say xỉn thì thôi. Như thế thì hoàn toàn nó sẽ phản lại tác dụng giá trị của rượu thuốc. Rượu thuốc là mình chỉ uống có liều lượng thôi, uống mỗi ngày nó
đủ liều khoảng một chén mắt trâu thì là tốt, một đến hai chén mắt trâu thì tốt, chứ còn nếu mà uống quá nhiều thì chính rượu nó đã làm hỏng gan rồi thì còn cái gì tốt nữa. Đấy. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu qua về cái quả này, là quả xốp sộp, quả châu cổ, quả vảy ốc, và có một cái tên rất là hay là vương bất lưu hành. Thế thì các bạn lên mạng các bạn có thể tìm tìm nó đây. Đây cái cây này nó còn quả đây, các bạn có thấy không? Quả to non này đấy. Thôi tôi giới thiệu đến đấy thôi, xin chào các bạn nhé. Hôm nào tôi ngâm rượu thì tôi sẽ làm cái video clip thứ hai để tôi gửi đến các bạn. Xin chào và hẹn các bạn. Và đây là hình ảnh search trên Google một số bài thuốc được điều chế từ quả châu cổ, quả vương bất lưu hành. Các bạn khi mà các bạn muốn tìm hiểu thì cứ lên mạng ấn vào từ muốn tra là vương bất lưu hành hoặc là quả châu cổ, sẽ ra rất nhiều cái bài thuốc rất là tốt về cái loại quả này để các bạn có thể nghiên cứu và có thể tìm để lưu giữ cho mình một cái vị thuốc quý trong nhà. Chúc các bạn và gia đình luôn luôn có một sức khỏe thật tốt và luôn luôn hạnh phúc. Nếu các bạn cảm thấy là cái kênh của tôi có ý nghĩa thì xin các bạn hãy ấn đăng ký và theo dõi để tôi có động lực tìm hiểu thêm về các loại dược liệu quý, về những chuyến trải nghiệm và những kỹ năng trong cuộc sống này. Tôi sẽ gửi đến các bạn qua cái kênh YouTube này để các bạn có thể nghiên cứu và hiểu biết hơn về những dược liệu quý mà nó đang hài ngày hiện này. Các bạn nhìn thấy nhà mình nhà. Mình ngâm rất nhiều rượu thuốc, công dụng của nó. Rượu của sẽ trùm ngây này. Rượu của quả me rừng này, và rất nhiều loại quả khác nhau. Nhìn nhé, rất nhiều loại rượu. Mình rất thích sưu tầm rượu nhưng không phải là để lạm dụng rượu mà uống. Đấy, nhìn này, các loại cây khác nhau, toàn rượu thực vật là chính. Đấy. Rất là nhiều. Đấy. Bạn thấy không? Nếu mà ở nhà mình thì tính ra khoảng mấy nghìn lít rượu. Rất là nhiều luôn. Can rượu là hai bên. Nên là có cái loại rượu quý thì mình thường ngâm để mình để dành, bao giờ già thì uống. Cây vương bất lưu hành đấy. Chào các bạn nhé, xin chào các bạn.